Giá giữa chiếc hổ vồ xin chắc tà 45 hay cầu dầu. Đây, trước mắt quý tay đây là chiếc tà 45 của anh Lý Văn Tân, em Hoàng bán về Hòa Bình. Chiếc đời cũ và chiếc đời mới là hổ vồ tà 61 hay cầu dầu. Đây, có tài nhìn này, tà 61 nhá. Thì nên mua chiếc xe nào? Thì trước hết thì em Hoàng sẽ đi qua cái cấu hình của chiếc xe đời mới nâng cấp này, hổ vồ tà 61. Thì có tài sẽ để ý giúp em là ba cái sau nhá. Đầu tiên là cái cầu trước của xe và cầu sau. Cầu trước này sẽ là cầu 13 tấn nhá. Cầu này là cầu đúc nguyên khối. Cầu trước 13 tấn. Thứ hai là con máy 165 mã lực. Đấy, tiếng hổ gầm đấy bác. Tiếng hổ gầm có tài ạ. Đây là cầu sau nhá. Đấy, đây là cầu sau. Và thùng thì nó là thùng 7 khối, cabin là cabin két nhá. Chúng ta cùng sang chiếc tà 45. Đấy, có tài nhìn con tà 45 này. Chiếc này thì đang bảo dưỡng, đang được bên em Hoàng bảo dưỡng nhá. Các bác tài để cái cầu sau này. Đấy, cầu sau là cầu hổ vồ, đó, độ trông rất là đẹp luôn. Cái này thì cũng có giá ở lúc mới ra mắt thì cũng tầm giá đấy luôn, 810 triệu.